Hello các bạn, Khang DTV Vlog buổi sáng nay đang đứng ở số 101 đường số 5 khu phố 2 phường Linh Xuân quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nhé các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một cái món ăn sáng mới, đó là món bún bò hầm. Mà lý do tại sao giới thiệu thấy nó đặc biệt, bún bò là bình thường nhưng hôm nay là nó có cái chữ hầm, nhìn trông rất mát mắt và ngon. Đấy, và cái quán này cũng là một cái quán lớn. Chúng ta cùng đi vào tiệm nhé các bạn. Xin mời. Chị ơi làm cho em hai tô bún bò hầm. Như vậy là cái tô thì rất là to phải không ạ? Thoải mái, nhìn đã thấy mát mắt rồi. Ở đây làm thì các chị ấy là những người có kinh nghiệm để làm. Và cái quán này nằm trên mặt phố rất là đẹp các bạn, có cái view rất là đẹp. Hai tô của Khang DT Vlog đã sắp xong, mời các bạn đến bàn ăn nhé. Tiệm của chúng ta là có cái thực đơn nó rõ ràng và minh bạch. Chúng ta quan sát này, thì ở đây với những cái giá rất là bình dân, là đại đa số là 40k, nhưng mà các bạn biết là thức ăn ngon và bổ dưỡng nhé các bạn. Thì lúc nào mà các bạn có thời gian đến quán để trải nghiệm. Quán thì bán ngoài bún bò hầm ra còn bán rất là đa dạng các loại khác, như là hủ tiếu lam vang, hủ tiếu bò kho, bún bò Huế, bún giò heo, bánh canh, nui, đúng không ạ? Thì cái giá cả thì đã được liêm yết như mình vừa nói vừa rồi rồi. Đối với một cái quán mà có giá cả liêm yết thì chúng ta tha hồ chúng ta chọn và chúng ta không áy náy ở trong lòng, đúng không ạ? Chúng ta thuận ăn thì chúng ta sẽ mua những cái đó. Rất là tuyệt vời. Cũng như là đi du lịch ấy, chúng ta ăn uống mà chúng ta có cái giá cả liêm yết thì chúng ta là gì? Rất là thoải mái. Chứ nhiều chỗ thì giá cả bất thường hoặc là không có giá thì không biết đâu mà trả giá cả. Là chưa đầy 5 phút là mình đã có hai tô bún bò hầm đặt ở bàn, trông rất bắt mắt các bạn. Thì ở đây là hai tô này các bạn. Hôm nay vừa ăn sáng thì Khang DT Vlog cùng với bà xã của mình đi cùng ăn cho nó vui. Chúng ta thấy là có ăn với rau sống và ăn với những cái nước chấm. Bao giờ có nước chấm này, ớt nha các bạn. Và uống là uống nước trà đá các bạn. Nó mát, ở trong này không khí nó nóng lắm các bạn. Thì đây là những cái gia vị mà chúng ta có thể cho thêm vào cái tô bún của mình. Rồi ta cho chanh nha các bạn. Rồi. Ta cho ớt. Rồi thêm tí tỏi đi các bạn. Cho nó thơm. Thì đây là chanh này, đây là những cái gia vị này. Đầy đủ đúng không ạ? Thì về rau sống thì có thể tùy theo mình thích ăn loại rau trụng hay là rau dạng sống. Nóng quá, mời các bạn uống nước. Xin mời. Mời em. Thì đây là một cái quán mà nó nằm ở mặt phố. Và nó có cái view rất là đẹp. Quán nấu ăn rất là ngon và trước đây theo chị chủ quán, chị nói thì đã có truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xuống quay các bạn.
Sau đây là mời các bạn cùng ăn xem là món bún bò hầm này nó ngon như thế nào. Thì đây bây giờ ta đảo lên, đây là bò này, đây là huyết này, đây là cục xương xương bò này, và đây là sách bò này, quá ngon, mời các bạn nhé. Cái vị của nó là vị nước dùng của bò, nó có độ cay nhẹ ở trong miệng, nhưng mình ăn cái sách bò này á, mình thấy là rất là mềm, chứng tỏ rằng là nó đã được hầm các bạn, hầm nó mới mềm, còn nếu không hầm ấy, nó dai. Xin mời. Và đây là một cái món ăn đúng là gọi là bún bò hầm. Để mình ăn miếng thịt bò này thử xem là nó có mềm hay không nhá. Vị rất là ngon các bạn, nhưng nó mềm, đúng là bún bò hầm. Xưa nay mình ăn bún bò cũng nhiều loại lắm, nhưng mà mình chưa ăn cái dạng là bún bò hầm bao giờ. Và hôm nay mình rủ bà xã cùng đi ăn. Và cái quán này là mình đi lại, mình biết được là nó nằm ở cái vị trí này. Và hôm nay rủ cô ấy đến ăn cho vui. Và quả tình là ngon thật các bạn. Xin mời các bạn nhé. Nói chung là công việc ấy, thì nó cứ đều đều, làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nhưng bà xã mình thì làm việc là từ thứ hai đến thứ bảy cơ, chỉ được nghỉ một ngày chủ nhật thôi. Đôi khi ấy, có những cái món ăn ngon muốn rủ cô ấy đi cùng, nhưng mà đi làm rồi rủ sao được. Các bạn ạ. À, đây chúng ta xem có mềm không nhá. Đúng rồi, mềm đúng không ạ? Da bò cũng thấy mềm. Đúng không? Làm những con sống. Cao sống để nó đậm đà thì chúng ta nhúng vào đây. Và chúng ta nhúng vào đây. Ăn nó sẽ đậm đà. Gặp cái cục xương bò này nhé các bạn, ngon lắm. Ngon mềm. Hôm nay mới ăn ở đây cô ạ, quá ngon mềm. Vâng vâng, cảm ơn cô. Yeah.
Cái mình thấy ở cái quán bún bò hầm này là nó đặc biệt là ở chữ là bún bún bò nhưng có chữ hầm. Cái quán bún bò ở các nơi thì thiếu gì, nhưng mà đấy các bạn thấy không, đến thử nghiệm mà mình ăn thì mới thấy là những cái thịt bò mà nó rắn ấy, trước đây mình phải nhai nhưng mà bị đến đây ấy, là đã dùng kỹ thuật hầm cho nên nó rất là mềm, ăn rất là sướng các bạn. Là cái vị bò thì các bạn biết nào, cái vị đó là ai cũng là yêu thích cái vị bò, ăn rất là ngon. Mình đi lấy cái thùng rác nhưng mà ở dưới nó đã có rồi, không để ý. Bò này mình chấm với nước sa tế này, pha rất là ngon. Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Em thấy ngon không em? Làm một miếng cũng ngon. Sao em gặp này đi anh gặp tiếp. Vâng bạn. Đây là cái gân bò các bò nó ngon lắm các bạn, không biết là ăn bò nó có bò không, nó bò chắc chết. Đang ăn bún bò hầm, mình lại nhớ là ngày xưa thời nhỏ nó có một cái bài toán mà mang tính chất là bài toán nó vui ấy. Người ta nói là con cua 8 cẳng 2 càng, bò đi bò lại hỏi bò mấy chân. Đấy, cái bài toán này là cái bài toán mà
như cái kiểu là chơi chữ đấy các bạn. Tức là họ đánh lạc hướng đối phương. Đấy. Câu cuối cùng của người ta hỏi là bò mấy trận. Đấy, các bạn có thể trả lời được. Nhưng các bạn mà nhầm lẫn cái là các bạn sai. Tôi có những cái bài mà bây giờ ở những cái game show ấy, game dinner ấy, ở những cái tour du lịch nó hay hỏi về hỏi xoáy đáp xoay, rồi là hỏi cái sự phản xạ nhanh của con trẻ. Ví dụ như mình lấy một cái ví dụ nó đơn giản, nó vẽ một bức tranh, ở cái bức tranh này có một ngôi trường và ở góc là ghi số 10 điểm, thì theo các bạn thì bức tranh này nó nói lên cái chữ gì? Thì đáp án của cái bức tranh đó là người ta gọi là trường điểm. Đấy. Trường điểm là một trong những cái trường mà nó chất lượng cao rồi, học ở cái trường đó thì quá tuyệt vời rồi đấy các bạn ạ. Cái thói chơi chữ của người Việt rất là hay, và chỉ có những người nhanh nhạy và thông minh mới trả lời được được thôi nhé các bạn. Thôi mời các bạn ăn, mình nói sàm sàm quá không đi vào cái chủ đề chính. Rất là ngon các bạn, xin mời. Hôm nọ có một bác nói là Khang đi vlog là làm đồ ăn, nhưng mà nghe có vẻ là cũng hay hay nói về chính trị, nhưng mà mình điểm lại một số video của mình thì mình không hề có cái đó. Nói chung mình cũng có thể là talking thêm vào, tức là nói chuyện thêm vào, mang tính chất vui, cũng y như là các thầy giáo đấy. Ví dụ Khanh Vlog muốn nói là như thầy giáo dạy tuyên huấn, thầy giáo dạy chính trị, mà nếu như mà đọc lên lớp mà giảng về chính trị và tuyên huấn thì nói thật với các bạn là ngồi ở dưới buồn ngủ lắm, chẳng ai nghe. Nhưng trong quá trình giảng bài thầy lại chèn vào những cái thước phim, rồi thầy lại chèn vào những cái câu chuyện của cuộc sống, thầy lại chèn vào những cái hài, thì quả tình là cái bài học đó trở lên hứng thú và không thể buồn ngủ được. Đấy, cũng như mình thôi, thỉnh thoảng mình ăn thì mình nói chuyện thêm một số cái vấn đề thêm vào cho nó vui, để cho các bạn là cố gắng ngồi nghe không nhàm chán, rồi mong muốn các bạn là tiếp tục xem video của mình. Tiếp tục xem video của mình nhé các bạn. Xin mời. Đấy, mình cũng ăn là sắp hết một cái tô rồi các bạn này. Mát quá. Mai mốt em lại rủ anh sang với em nhé. Làm cái gì thì làm, nhưng mà có cái sự đoàn kết và cái sự cộng tác thì nó vẫn hay hơn, nó vẫn vui hơn và nó đem lại cái kết quả tốt hơn.
ví dụ như làm YouTube này, tự mình đi quay cũng được thôi, nhưng mà đôi khi có những cái nó quay nó không có sinh động bằng cái người khác mà người ta đứng người ta quay cho mình. Lại tốt hơn nữa là cái người quay đó lại học qua những cái lớp ngắn hạn 1-2 tháng về quay camera, quá tuyệt vời. Rất mong các bạn xem ủng hộ mình để sau này mình trở thành YouTuber. Rồi mình sẽ cùng với Caramel và huấn luyện Caramel cho đi học một cái lớp ngắn hạn nào đó để về quay. Thì thực ra cái này học không có mất nhiều thời gian, học trên dưới 1 tháng thôi là siêu rồi. Như vậy là sáng hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn là một món ăn sáng mới, đó là bún bò hầm. Do thịt bò được hầm cho nên là rất mềm, mà đã gọi là bún bò thì chúng ta thấy là có vị bò rất là ngon, ăn nó không ngán đâu các bạn. Thì lúc nào các bạn có thời gian mà quá bộ hoặc tranh thủ đi qua cái quán này thì mình thưởng thức trải nghiệm để ủng hộ người ta cũng là một cái điều tốt. Hôm nay mình nói chuyện với các bạn tới đây thôi, rất mong là các bạn quan tâm đến thước video clip này, và nếu thấy hay thì các bạn ủng hộ Khang DT Vlog một cái like, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký và chia sẻ video clip. Một ngày mới làm việc vui vẻ, chúc các bạn mạnh khỏe. Bye bye các bạn.